kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Theo cái truyền thống của dân tộc Việt Nam vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Người Việt Nam chúng ta có một cái tục lệ là à, tiễn táo quân. dân gian gọi là đưa ông táo. Thật ra đây là một cái tập tục đẹp nó có một cái nguồn gốc liên quan đến cái tục lệ thờ lửa của bà la môn táo quân được hiểu rằng là hai ông một bà chuyện kể là có một đôi vợ chồng chung sống với nhau rất hạnh phúc thời gian sau chiến tranh loạn lạc mỗi người ly tán một nơi chờ mãi không thấy chồng về, bà vợ mới sống à, âm thầm cũng nơi mái nhà tranh cũ. Nhờ cái nhân duyên nào đó mà bà lại gặp được một người chồng mới, hai người cũng sống rất là hòa thuận. Một hôm người chồng sau mới đi công việc, thì bất chợt thấy có một người ăn mày tìm đến nhà. Sau khi chào hỏi và nhận ra đây là người chồng trước của mình người chồng cũ thì mới mọi người mới buồn khóc kể lể những nỗi niềm thì đang cái lúc mà tâm sự như vậy thì người chồng sao về thì bà vợ mới sợ ông chồng sao hiểu lầm mới đem ông này đè ra ngoài cái đống rơm bên nhà mới giấu vào đó chứ không ngờ sau đó đống rơm lại phát hỏa cháy thì bà vợ mới sợ ông này bị chết cháy bà mới mới chạy ra mà vào đó bới đóng rơm để để mà cứu nhưng không ngờ bà cũng bị kẹt trong cái đống lửa đó thì người chồng sau không hiểu gì thấy bà vợ như vậy mới cũng chạy vào cứu nhưng rốt cuộc rồi ba người không thoát khỏi cái 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 sự hỏa hoạn đó ba người chết ngọc hoàng thấy đó là một cái mối tình đẹp thủy chung đạo nghĩa vợ chồng cho nên cái được phong à, là bị táo thần hai ông đó là 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 định phúc táo quân bà là tiến lộc phu nhân thì chúng ta thấy đó là một cái cái trí tuệ của tổ tiên chúng ta từ một cái quẻ ly ở trong bát quái mà viết thành một cái kịch bản quẻ ly đó là hai cái nét dương và một nét âm, hai nét dương tức là hai cái gạch liền và cái gạch giữa đức là nói lên là hai 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 hào dương một hào âm. Ly trung hư chính nam đương ngọ thuộc về hỏa, mà từ cái quẻ ly đó từ cái 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 quẻ ly đó mà viết lại thành một cái giải thoại câu chuyện để nhắc nhở nhắc nhở con cháu rằng nếu lửa đem lại cho chúng ta sự sống giúp cho chúng ta trưởng thành thì lửa cũng có thể hủy diệt sự sống và làm cho chúng ta bị đổ vỡ tan mất thờ lửa hay là thờ ông Tảo không phải là sự van sinh mà thờ lửa tức là nó lên trân quý những cái cái sự đầm ấm hạnh phúc đó mỗi lần nhóm lửa để nấu thức ăn đều là những đề tài để dạy chúng ta phải sống như thế nào để có sự hòa thuận êm ấm để đem lại hạnh phúc cho gia đình mỗi năm à, vào những dịp chạp mà Tết như vậy người ta tiễn ông táo tức là để bao sái hay nói một cách nào để lễ tạ bằng cái sự biết ơn suốt một năm qua nhờ sự bảo bọc của thần linh mà gia đình được êm ấm từ tín ngưỡng dân gian người ta còn tiễn táo quân đi bằng những cái phương tiện ở miền bắc thì tiễn bằng cá chép ở trong nam thì tiễn bằng những cái hình thức như là cò bay ngựa chạy từ cái 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 sự suy diễn của dân gian mà người ta tô điểm thêm tâm tưởng sự thành nhưng đó là nói lên cái 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 sự mà quan tâm và và chú đáo của người Việt Nam thậm chí thay áo mũ nếu cái năm đó thuộc về hành kim thì họ sẽ thay áo mũ cho 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 táo quân bằng là mũ áo đều màu trắng ngày hành mộc thì thai mũ áo màu xanh ngày hành hỏa thì thay mũ áo màu đỏ, ngày hành thổ thì thay mũ áo màu vàng, cái năm hành thủy thì thay mũ áo màu đen hoặc màu tím, thì đó là cũng nói lên cái cái sự ngũ hành tương sanh Khi nhìn cái vật à, nó ở cái màu sắc như vậy, đều là một đề tài để nhắc nhở ta phải sống như thế nào để à, gia đạo hòa. À, thì cái cái sự nghiệp mới thành phu phụ hòa gia đạo thành cho nên cái tục lệ mà đưa táo quân thật ra nó là một mỹ tục nếu chúng ta gìn à, giữ trên tinh thần hiểu biết như vậy thì nó là một đề tài cần phải triển khai để giáo dục cho các thế hệ mai sau trân quý những cái hay đẹp của cha ông chúng ta để lại và cũng trong cái dịp này người ta đi chạp mộ Chạp mộ tức là đi bao sái Quét tước mộ mã của tổ tiên trong cuối năm Tại vì cái tháng 12 cuối năm Thì chúng ta gọi là tháng chạp Đi quét mộ trong những dịp đó gọi là đi chạp mộ Rồi bao sái xong Mới chờ đến ngày 30 mươi thì trưa ngày 30 lại là, là nếu tháng thiếu là ngày 29 thì rước tổ tiên về nhà để ăn Tết với con cháu. Cho nên chúng ta thấy tại sao mà đưa thì đưa ông táo mà rước lại là rước ông bà. À, qua đó thì chúng ta thấy đó là một cái, cái 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 lễ để nói lên cái lòng thảo thuận biết ơn của con cháu đối với tổ tiên và hơn nữa là đối với trời che đất chở mình được may mắn sống trong một môi trường tốt có được cái hoàn cảnh tốt cho nên cái sự biết ơn để mình không ngu si dại dột hủy hoại cái môi trường mình đang có thờ chính là trân quý và biết ơn chứ không phải chỉ dừng lại cái sự cầu xin thì thật ra đâu có ai cho mình đâu mà xin do cách sống của mình như thế nào đó mà chúng ta được tiến lọc tăng tài còn cũng do cách sống mình như thế nào đó mà nó làm đổ vỡ những cái hạnh phúc nó làm biến mất đi những cái an vui mình có từ cái trí tuệ cái nhận thức của cha ông chúng ta đã dạy cho con cháu biết sống như thế nào để đem lại hạnh phúc. Những cái lễ nghi, những tập tục nó không phải là những cái điều gò bỏ để trói buộc chúng ta mà nó là những cái phương châm để chúng ta phải khép mình trong cái phạm trù đó, phạm trù đạo đức, hiếu để trung tín, lòng biết ơn đối với đất nước, đối với quê hương, đối với cha mẹ, đối với thầy bạn, đối với xã hội nhân quần, đó là cái nét đẹp, nét đẹp. Cho dù chúng ta ở thời đại nào, à, trên tinh thần của Phật giáo, hạnh phúc hay khổ đau, không có ai đem lại cho ta cả. Mà chính chúng ta là tác nhân tạo cho mình một cái cung điện hạnh phúc hay tạo ra một cái tù ngục để giam hãm chúng ta hiểu về tập tục văn hóa để chúng ta thấy nó là một cái lễ một cái, cái 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 tập tục mượn vật để biểu ý dạy chúng ta phải sống như thế nào. Nếu như nhân tốt đã gieo trồng thì tự nhiên hạnh phúc nó đến với chúng ta dù chúng ta không mong cầu hạnh phúc. Tai họa sẽ tránh xa chúng ta vì chúng ta có khả năng vượt lên trên cái tần số của khổ đau của rủi ro của bất an trên tinh thần um, cao quý của là phật dạy và cũng trước thềm năm mới xin kính chúc chư tôn đức cũng như quý đạo hữu phật tử xa gần uh, sống một mùa uh, uh, xuân tràn đầy an vui hạnh phúc trong ánh hào quang của Đức Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.